Hàng năm, cứ mỗi dịp trung tuần tháng 2 và tháng 8 âm lịch, người Hát Sẩm đều tổ chức lễ giỗ tổ nghề. Xưa kia, họ thường chọn những bãi đất rộng rãi để làm lễ bày tỏ lòng thành kính đến tổ nghề Trần Thánh Sư và chư vị tiền nhân đã mở đường dẫn lối cho hậu bối một nghề kiếm sống. Đây cũng là dịp để những người Hát Sẩm giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm đàn hát. Cho tới nay, đây vẫn là một dịp ý nghĩa nhằm hướng đến tri ân công lao của tiền nhân và tâm nguyện tiếp nối của thế hệ trẻ. Trước là còn mà ông thiện vô sao là hết chuột ăn chuột chết rết ăn rết què.